Xin chào các bác nhá. Hôm nay trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bác một cái mẫu xe mang tên là Toyota Corolla đời 99 và đăng ký lần đầu năm 2000 các bác nhá. Một chiếc xe động cơ máy 1.3 số sàn. Đấy. Một cái mẫu xe Nhật đi rất là lành và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mang cái lớp sơn là màu trắng đúng không ạ? Biển 20. Đấy, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem một vòng của cái chiếc xe này nhá. Một lát nữa em sẽ dừng lại và quay chi tiết cho các bác xem từng chi tiết một để các bác xem và cảm nhận về cái chiếc xe Toyota Corolla nhé. Đấy, chiếc xe này cam kết các bác luôn là xe không đâm đụng, không va chạm ngập nước gì. Cam kết các bác luôn, đảm bảo các bác luôn nhé. Xe không khoan đục, không taxi các bác nhé. Không taxi, không khoan đục luôn. Đấy, một cái điều đặc biệt trên chiếc xe này là nó như vậy. Còn thì chiếc xe này thì gần như hầu hết đều khoan đục và taxi, nhưng mà chiếc xe này của em là hoàn toàn là không các bác nhé, hoàn toàn là không. Đấy. Các bác đến xem thì các bác cảm nhận sẽ thấy đúng không? Địa chỉ xem xe nhà tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương nhé. Nhà em rất là nhiều xe tầm tiền trên dưới 100 triệu và 200 triệu, 300 triệu, có cả lên đến 400-500 triệu các bác nhé. Rất là nhiều xe để cho các bác lựa chọn. Đấy, mời các bác qua địa chỉ cửa hàng để được tham quan, tìm hiểu và thử xe nhé. Đấy, chiếc xe này thì còn tương đối là cứng và còn tương đối là chất không nhá. Còn thì tất nhiên là xe cũ thì không thể tránh được một vài cái số và cũng không thể tránh được một vài cái cũ. Ví dụ như là trường hợp như là đây các bác xem đúng không? Có một cái góc đèn này là nó bị xước sơn đúng không? Em quay luôn. Xe thì mới nhập về, mới lấy về thôi, cho nên là vừa mới lấy về ngày hôm nay nhá. Cho nên là chưa dọn dẹp gì cả mà quay luôn lên cho các bác xem. Đấy, bán nhanh vì là cũng gần tháng 7 rồi, cho nên là bà nhà em thì lại rất là nhiều xe. Các bác thấy rằng là bây giờ bãi còn rất là nhiều đúng không ạ? Để la liệt ngoài đường đây. Đấy, để rất là nhiều ngoài đường đây các bác thấy. Cho nên là bây giờ bán nhanh thôi chứ không có thời gian để dọn nữa. Đúng không ạ? Đấy, bán nhanh để cho các bác nào mà kiêng tháng 7 thì các bác qua cửa hàng nhà em mua luôn nhá. Cái này về dọn dẹp tỉa sơn thì cũng mất tầm khoảng nửa ngày đấy. Mất nửa ngày và phải mất vài trăm nghìn. Đấy. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho bác xem nhá. Đấy thì ở đây các bác xem, đúng không ạ? Xe được trang bị một cái cặp đèn rất là sáng và đặc biệt là lắp thêm một bộ đèn bi siêu sáng luôn các bác nhá. Bộ đèn bi siêu sáng luôn. Rồi các bác xem. Đấy, một cặp đèn siêu sáng luôn các bác nhé. Thân vỏ đẹp, không han mọt gì. Các bác mua về sử dụng ngay nhé, máy cực chất luôn. Chạy bốc khỏe mà đặc biệt là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, lốp nắp dày này, lốp nắp rất là dày luôn. Nắp dày bịch luôn. Các bác mua chiếc xe này về chạy một thời gian dài luôn mới phải thay lốp. Xe chủ xe mới thay một bộ lốp các bác nhé. Đấy. Đây, quay qua cho bác xem cái phần nội thất bên trong này. Thì em sẽ quay chi tiết nhé. Hiện tại thì vô lăng đang để nó hơi lệch một chút. Có nghĩa là không phải lệch mà cái bánh hơi chéo, đang trong tình trạng là chuẩn bị rẽ đấy ạ. Cho nên là nó là như vậy. Đấy. Em sẽ mở toàn bộ cái cánh cửa ra quay cho các bác xem nhé. Cho nó được rõ nét nhất. Đấy. Nội thất rất là sạch sẽ và thơm tho. Đấy, đây là phần tắp lô của xe đây các bác nhé. Một chiếc xe cực kỳ là lành và tiết kiệm nhiên liệu luôn. Những chiếc xe này thì nhà em thỉnh thoảng mới nhập được về thôi. Bác nào mà đang tìm những cái dòng xe như này thì các bác hãy alo sớm cho em để được đặt chiếc xe này nhá. Chiếc xe này được rất nhiều người quan tâm. Đợt trước thì nhà em có một chiếc thì cũng thấy rằng là rất là nhiều người thích, cho nên là này thì nhà em lại nhập thêm một chiếc nữa về. Đấy. Sơn xi thì tổng thành xe còn tương đối là đẹp, có đôi chỗ thì nó hơi bị sứt thôi. Các bác mua về mình tỉa sơn đi một chút. Xe cũ đi ra ngoài đường thì không thể tránh được đúng không ạ? Không thể tránh được. Đây. Đặc biệt là chiếc xe có một cái thân vỏ rất đẹp, không bị han mòn. Đây là lốc các bác nhé. Đây là phần lốc của xe. Rồi bây giờ em sẽ quay vào bên trong nội thất của xe cho các bác xem nhé. Chiếc xe này hai kính trước là điện rồi. Đây em cho cái vô lăng nó thẳng ra nhé. Đây vô lăng thẳng ra. Hai kính trước là kính điện nhé. Còn hai kính sau vẫn là quay tay. Còn thì bác nào mà muốn về lưng lên kính điện thì các bác tự lưng hoặc là bên em cũng có thể là hỗ trợ lưng cho các bác nhé. Nếu mà lưng kính điện lên nó mất tầm khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu tùy theo loại nhé, tùy theo chất lượng của cái bộ kính đấy.
tầm 1,5 triệu đến 2 triệu thì có thể lên được bộ kinh điện lên rồi. Đấy. Nội thất chiếc xe này vẫn còn hơi dơ dơ một chút và hơi bẩn bẩn một chút nhé các bác nhé. Đấy, hơi bẩn các bác thấy rồi. Thế mà các bác lấy về thì các bác về vệ sinh. Đấy, mang vệ sinh dọn dẹp đi thì chiếc xe nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, đây là cái phần nội thất bên trong, em quay cho các xem. Đấy, nội thất là màu xám đúng không ạ? Xe không taxi, không dịch vụ nhé. Đấy, đảm bảo các cái vấn đề đấy. Không taxi luôn. Đấy, kính điện này nhé các bác nhé. Đấy, kính điện này. Kính chỉnh điện. Một bộ ghế da còn đẹp. Một bộ ghế da còn đẹp các bác nhé. Đấy, đây là hộp số này. Kính điện hai kính trên thì được thiết kế tại đây nhé các bác nhé. Đấy, công tắc chỉnh điện đây nhé. Đấy, đây là một cái dàn điều, một dàn điều hòa. Đây, âm thanh mình các bác nhé. Các bác đây là cái đầu đĩa. Nếu mà các bác về mình chế theo màn hình nữa cũng được. Thì tháo nguyên cái này ra. Tháo nguyên này ra. Đấy, về lắp đầu, màn hình mà lắp đầu đĩa vào đây. Đấy. Điều hòa hai vùng sử dụng tốt các bác nhé. Rất là mát luôn. Đấy, và đây là cái tắp lô của xe, quay cho các bác xem nhé. Tắp lô của xe thì còn rất là đẹp, rất là tươi, cũng không hề bẩn gì. Có bốn cái tắp ni cửa thì hơi bẩn thôi, chứ còn thì cũng rất là đẹp nha các bác nhé. Tắp ni cửa cũng rất là đẹp, chỉ hơi bẩn thôi. Ở đây đồng hồ các bác nhé. Xe được trang bị nốt sàn cũng thứ đầy đủ hết. Đây các bác xem. Đây, bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này, thích chiếc xe này thì các bác nhấc máy alo cho em nhé. Và kết nối Zalo theo số điện thoại là 0938 586 307 để được biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này. Đấy, đây là tắp ni cửa nhé, em quay cho bác xem. Đấy, vẫn là da của xe luôn nhé. Da này vẫn là da nguyên bản cho xe luôn các bác nhé. Đấy, vẫn là da nguyên bản luôn. Đúng ra thì nhà em hay cho đi vệ sinh, nhưng mà thực ra là cũng nhiều xe quá, cũng không dọn kịp các bạn. Quay luôn để cho các bác xem. Cái quan trọng nhất là cái chất lượng của xe đúng không? Chứ còn thì về vấn đề bẩn này, rồi về vấn đề là ví dụ sơn nó xước xẹo một tí, cái đấy không thành vấn đề đúng không? Các bác mua về mất vài trăm nghìn cho đến triệu bạc là có thể ok đúng không? Đây khoang sau các bác có thể để đồ nhá. Đây, trần. Đây, trần cũng rất là sạch và sáng luôn. Rồi em sẽ quay cho các bác xem cái phần bên phụ nhá. Tuy rằng là xe ít tiền, tuy rằng là đời thấp, nhưng mà cũng làm sao quay để cho các bác xem một cách nó được chi tiết. Đấy, mời các bác xem nhé. Đấy. Đây là cái phần nội thất bên trong của xe mà em cũng quay các bác. Ở bên phụ đi vào. Đúng không ạ? Cửa đóng nhẹ nhàng nhé, đem đóng cửa cho bác xem này. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, keo chỉ luôn, các bác thấy rằng là tuy rằng đời thấp nhưng mà keo chỉ vẫn còn luôn. À, đây là tắp ni cánh cửa đây các bác nhé. Loa hay. À, loa rất là hay luôn. Những chiếc xe này thì nó có cái ưu điểm là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và rất là lành. Và đặc biệt là sửa chữa thay thế đồ rất là dễ. Tuy rằng có cái hình thức nó không được, tất nhiên là không được đẹp bằng những dòng xe khác thôi đúng không ạ? Đây, đăng kiểm rất là dài luôn. Đến tháng 1 năm 2020 luôn đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem cái phần khoang máy của xe nhé. Đấy. Ngay bây giờ em sẽ mở cái khoang máy ra và quay cho các bác xem. Đấy. Đây nha các bác nhé, đây là cái phần tổng thể cái phần khoang máy của xe đây nhé. Máy khô ráo sạch sẽ và lỗ thì thôi rồi, cực êm luôn. Máy nổ cực êm luôn các bác nhé. Động cơ có 1.3 thôi, cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, các bác nhìn máy xem, đúng không? Máy rất là sáng và rất là đẹp. Đấy. Về máy thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Máy rất ok. Đấy, máy gầm, rồi côn số lái ngon lành luôn. Và điều hòa mát, đăng kiểm còn, đăng ký tên tư nhân chính chủ. Và sang tên cứ gọi bình thường các bác nhé. Bên em sẽ hỗ trợ hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho các bác trên toàn quốc các bác nhé. Còn thì các vấn đề chi phí thì hai bên sẽ tính toán. Đấy, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu và quay chi tiết cho các bác xem cái chiếc xe Toyota Corolla. Đấy, năm 2000 đúng không ạ? Máy động cơ của nó là 1.3 thôi. Nhiên liệu thì
chắc chắn điều rằng này tầm khoảng trên dưới 6 lít trên 100 km. Đấy. Bác nào mà đang quan tâm đến chiếc xe lồi đồng cối đá và tiết kiệm nhiên liệu này thì các bác nhấc máy alo cho em để được biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như là về chất lượng hình ảnh và một số các chi tiết khác, hoặc là muốn nghe tiếng máy thì bên em sẽ gửi cho các bác qua Zalo nhé, các bác kết nối Zalo để được biết thêm thông tin nhé. Đấy, bên bãi xe nha em, mời các bác qua xem để được giao lưu nhé, rất là nhiều xe cho các bác lựa chọn. Đấy, tuy rằng là tất cả những chiếc xe nhà em đấy là em bán là các bác yên tâm rằng là xe không có lỗi. Đấy, không bị va chạm ngập nước gì, các bác hoàn toàn là yên tâm. Đấy, tuy rằng là những chiếc xe đời thấp thôi, ví dụ chiếc Matiz hay là chiếc Spark hay là chiếc Spectra, chiếc Crown hay là chiếc Vios đây. Đấy, nhưng mà tuy rằng là đời thấp ít tiền thật nhưng mà cũng không không có lỗi các bác nhá. Rất là đảm bảo về chất lượng luôn. Các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, các bác xem thấy hay thì hãy like và chia sẻ hộ em nhé. Và các bác đừng quên là ấn đăng ký kênh để được theo dõi như một những dàn xe như em hiện tại và những cái mẫu xe mới nhất em đăng lên theo ngày tháng nhé. Ok, em cảm ơn các bác đã quan tâm.